Cậu nói Utopia sao? Utopia là một hòn đảo hình trăng lưỡi liềm, một vùng đất mọi người đều sống an lành, hạnh phúc. U là trời, sao tớ không được sinh ra ở đó chứ? Hay nào, lên đường thám hiểm thôi. Nhóm bạn đã khám phá một thiên đường hoàn hảo trên bầu trời, Pazadapia. Tôi là một robot mèo hoàn hảo, Sonja. Đây là vùng đất lý tưởng được tạo nên bởi ba thiên tài kiến tạo. Nó cứ như là một thiên đường vậy á. Chỉ cần sống ở đây, Nobita sẽ học giỏi, chơi thể thao xuất sắc và sẽ trở thành học sinh hoàn hảo. Ôi, lại đặc điểm tuyệt đối nữa sao? Có chuyện đó nữa hả? Không có đâu. Pazadapia sẽ sụp đổ sao? Nếu vậy thì toàn thể người dân sẽ... Đi thôi nào. Các cậu, mau đánh nặng đi. Sonja à, du hành thời gian. Bỏ mặt bạn bè rồi chạy trốn đi. Làm sao có thể... Những ánh chơi ra Emon, Nobita và vùng đất lý tưởng trên bầu trời. Nè, nè, cậu có ổn không đấy? Tớ mặc vậy cho rồi, khỏi kéo áo nha.